Rước bệnh vào thân mà không biết vì mải mê hát karaoke. Đây là điều khá đáng ngại, vì ở Việt Nam, người người nhà nhà đều hát karaoke và xem đó là một niềm vui không thể thay thế. Trong những năm gần đây, một trong những thú vui giải trí rất được người Việt Nam ưa chuộng đó là hát karaoke. Thế nhưng bạn có biết rằng đây chính là nơi ẩn chứa rất nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là ở chiếc micro mà ai cũng giành lấy để khoe giọng hát của mình. Chiếc micro chính là môi trường sinh sống vô cùng lý tưởng dành cho vi khuẩn và virus gây bệnh. Khi mải mê hát, người ta há miệng và cổ họng rất to. Họ gào thét vào micro phun nước bọt, thỉnh thoảng họ còn hắt hơi và ho vào đó nữa. Chiếc micro sau đó được truyền tay, đưa đẩy tranh giành nhau trong căn phòng 10 người. Vi khuẩn bám trên đó được dịp thu nạp thêm đồng bọn và phát tán vào bất cứ nơi đâu chúng chạm vào. Chẳng hạn như dính lên tay, lên cầm, thậm chí lên môi của những người hay có thói quen chạm môi vào mic khi hát. 10 người này hát xong tính tiền ra về, 10 người khác bước vào và lại tiếp tục tranh giành chiếc micro. Trong khi đó, nhân viên phục vụ quán chẳng buồn nghĩ tới việc thay micro mới hoặc làm vệ sinh cho nó. Và hãy tưởng tượng xem, nếu chỉ một người trong số đó mắc bệnh cảm cúm hay bất cứ một căn bệnh nào khác, thì bệnh tật sẽ dễ dàng lây lan từ nhóm người này sang nhóm người kia. Cho đến khi họ phát hiện ra mình đã mắc bệnh, thì thậm chí họ sẽ chẳng thể nhớ hoặc nhận ra nguyên nhân xuất phát từ đâu. Theo các nhà khoa học, thời gian vi khuẩn và virus gây bệnh sống sót được trong môi trường bên ngoài cơ thể là rất khác nhau, kéo dài từ vài giây cho đến 48 giờ, tùy thuộc vào loại virus và môi trường sinh sống. Đặc biệt, nếu tấm mút bọc đầu micro bị ẩm ướt hoặc qua sử dụng đã quá lâu, thời gian tồn tại của chúng càng lâu hơn nữa. Đó là chưa kể chiếc micro nhỏ bé ấy còn là phương tiện lây lan của không biết bao nhiêu loại virus khác, từ việc vừa hát vừa ăn uống đi vệ sinh, từ những toilet bẩn gần đó, và thậm chí có người còn không rửa tay sau khi đi xong. Chính vì thế, để phòng tránh bệnh tật, chiếc micro phải được vệ sinh sạch sẽ, và cách duy nhất để vệ sinh nó là thay miếng mút thường xuyên hoặc sử dụng thuốc xịt diệt khuẩn chuyên dụng. Bạn cũng nên rửa tay thật sạch bằng xà phòng trước và sau khi sử dụng. Đặc biệt khi đi hát tại những phòng karaoke đông đúc, tốt nhất bạn nên hạn chế chạm mic vào miệng mình trong khi hát.